Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh Nhàn Tài Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đó chính là lốp điều hòa của Polo, Volkswagen, Audi và Lamborghini. Dòng sản phẩm đây anh em này, đây chính là hình ảnh cái lốp của nó này. Lốp được bắt vào với lốp máy bởi bốn chân anh em nhé. Bốn chân để chúng ta bắt vào lốp máy này. Đây là hai cái mắt bích, một mắt bích cao, một mắt bích hạ, để chúng ta bắt vào lốc. Đây chính là cái bàn áp suất của lốc này. Đó, đây là cái con ốc để chúng ta châm, xả vỏ hoặc thêm dầu. Với cái dòng bản đời này thì nó vẫn sử dụng điều khiển 100% bằng bô điện anh em nhé. Đây, đó, bu li của nó thì lai bằng dây bản PK anh em ạ. Em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốp điều hòa của dòng xe sang Polo, Volkswagen, Audi, Lamborghini. Riêng với những cái dòng này thì tốt nhất là khi anh em cần tư vấn hoặc hỗ trợ về sản phẩm thì chúng ta nên có hình ảnh của sản phẩm để được báo giá rõ nhất. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốp điều hòa của xe Polo, Volkswagen, Audi và Lamborghini. Anh em quan tâm tìm hiểu cần tư vấn về sản phẩm, hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.